Hèn nha, anh ngọt ơi. Đấy, chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ nói về cái việc là kiểu tại sao mọi người không nên manifest 100% cái khoảng thời gian của mọi người, và mọi người nên gọi là kiểu cắt bớt thời gian manifest đi, và gọi là kiểu ra ngoài và gọi là nhìn nhận vào cái thực tế nhiều hơn, hiểu không? Đấy, bởi vì là như cái thầy Cao Sơn Nguyên, nói chung là mình không nhớ thầy đấy là gì, mà nói chung là kiểu như cái ở trong cái video tương tác lượng tử mà mình đã xem, thì thầy có nói là nếu mà muốn thay đổi toàn bộ cuộc sống thì mình nên học ba trụ cột là khoa học, đạo học với cả là tâm linh học, đúng không? Thì bây giờ cái khoa học nó sẽ tương ứng, nó sẽ như là cái phần 3D, và cái phần tâm linh học nó sẽ như là cái phần 5D, và cái đạo học nó sẽ là cái gọi là kiểu những cái giáo huấn để dạy cho con người cách sống, gọi là kiểu là cách hành xử, xong rồi là cách suy nghĩ em dễ cái Z. Thì nó sẽ như kiểu là học đạo học thì nó sẽ như kiểu là mình sử dụng, mình học cái cách để sử dụng cái khoa học và tâm linh học để mà kiểu là mình kết hợp, để mà làm thế nào để kiểu mình chọn cái cách, cái hướng sống tốt nhất cho bản thân của mình. Thì bây giờ là cái tâm linh học, cái manifest thì nó sẽ liên quan đến cái phần tâm linh học một tí. Thì bây giờ là kiểu nếu mà mọi người chỉ chú trọng vào cái việc là manifest, xong rồi là trong manifest nó sẽ có những cái gì, xong rồi là mọi người làm tất cả những cái đấy, ví dụ như là bây giờ là Affirm Robot, ôi dồi ôi, xong rồi là kiểu nâng cao chiếc concept, nhất là cái chuyện nâng cao chiếc concept luôn, bởi vì là ôi chết con mẹ luôn, quên PR. Đấy, thế nhưng mọi người đã biết mình đã bản nền năm manifest đầu tiên là nền thơm, cho nên nếu ai có nhu cầu bố mô, mọi người có thể là bấm vào link ở dưới phần mô tả để mà đặt hàng nha, và mọi người có thể nhắn tin qua Instagram kendra.shop, hoặc là mọi người có thể lên TikTok search kendra shop để mọi người có thể là đặt mua nha. Và cả là nếu ai có gặp khó khăn trong quá trình tạo hiện, mọi người có thể là book code mình, bởi vì bây giờ là chỉ có một mình thôi ở đấy. Với cả là nếu mà ai có một set tarot thì mọi người có thể là book reader bên mình, reader bên mình là có Tarot by Lily, mấy cả là Châu Lát là 9od.adunhoang. Đấy, mọi người có thể gọi là qua Instagram của mình để mà xem ở trên cái mục highlight dịch vụ, nhưng mình có tag hai đứa đấy rồi. Đấy, thì hai đứa đấy mình có dạy chuyên sâu về luật gia đình cho chúng nó biết, thì chúng nó có thể là vừa bói bài và vừa đưa ra được cái lời khuyên gọi là chính xác nhất và hữu ích nhất cho cái quá trình mà người manifest. Với cả là mình có nick TikTok để like, mình có hai nick nha mọi người. Thì cái nick dự trữ của mình tên là Z Manifest Nèm, và cái nick chính của mình để like sẽ tên là Bé Thỏ. Bé Thỏ, và mình vừa mới đổi tên xong. Ủa đấy, thì có gì mọi người có thể là sang TikTok để mà mọi người search. Đấy, với cả là cái gì nữa, hết rồi. Ủa đấy, thì mình xin là nói tiếp là tại sao mình không nên gọi là kiểu tập trung 100% thời gian để mà mình manifest. Bởi vì là kiểu như mình vừa mới nói là trong cuộc sống là mình có ba trụ cột chính, và mình phải tìm hiểu hết về ba cái trụ cột đấy thì mình mới gọi là kiểu thay đổi được hoàn toàn cái cuộc sống, nghĩa là gọi là mình phải hiểu được toàn bộ về cuộc sống, về ba cái trụ cột trong cuộc sống đấy, thì mình mới hoàn toàn có thể gọi là sử dụng cái ý thức của mình, sử dụng nhận thức của mình để mà mình có thể là thay đổi cái cuộc sống của mình, đúng không? Đấy, thì bây giờ là cái việc manifest nó sẽ chỉ thuộc một trong ba cái trụ cột đấy thôi. Cho nên là kiểu nếu mà mọi người chỉ tập trung vào manifest rồi xong rồi là kiểu nâng cao sau concept ABC XYZ này kia nhá, thì cái đầu tiên là mọi người sẽ thiếu cái phần đạo học là một, cái phần khoa học là hai, thì là nó sẽ thiếu cái tính thực tế và cái gọi là kiểu cái đạo đức để gọi là kiểu sống, nó gọi là cái triết lý, mọi người hiểu không? Đấy, mọi người sẽ không thể nào mà xây dựng được cái triết lý sống của riêng mình, và mọi người sẽ không thể nào mà phân biệt được là đâu là đúng, đâu là sai, đâu là những cái gì mà mọi người nên làm hay là không. Thì bởi vì là cái video này thì nó sẽ liên quan đến cái việc mà kiểu nó sẽ nói thiên về cái việc là mọi người nên sống như thế nào, mọi người hiểu không? Bởi vì là kiểu thật sự là mặc dù mình dạy manifest, nhưng mà thật sự là mình không bao giờ có cái chuyện gì xảy ra, mình không bao giờ mình sẽ một phát mình affirm luôn, mọi người hiểu không? Bởi vì là có những người mình thấy là cứ tập trung vào kiểu là nâng cao chất lượng cuộc sống bằng việc manifest, xong rồi là nâng cao sinh concept, xong rồi là kiểu nói chung là cứ gọi là xảy ra một cái là đụng vào manifest ấy, nghĩ xong rồi là bắt đầu từ cái suy nghĩ đấy mọi người sẽ bắt đầu có cái kiểu là ui
tôi không quan tâm là chuyện gì nó sẽ xảy ra, bởi vì là kiểu nếu chuyện đấy nó đi sai hoặc là nó đi ngược theo hướng của tôi, hướng tôi muốn, thì kiểu tôi sẽ manifest, bởi vì là kiểu manifest có thể là thay đổi hết tất cả mọi thứ mà áp dễ cái ra này kia đấy. Thì cái đầu tiên này, nếu mà mọi người làm như thế, nếu mà mọi người có cái suy nghĩ như thế, cái đầu tiên là mọi người sẽ bị hống hách và mọi người bị kiêu ngạo. Thực sự là nếu mà sống như thế thì nó rất là buồn cười, mọi người hiểu không? Bởi vì là kiểu khi mà mình nghĩ là mình không cần phải hiểu về tất cả mọi khía cạnh ở trong cuộc sống, và cái gì nó đi sai thì mình hoàn toàn có thể manifest, thì có nghĩa là mọi người đang sống một cách là mọi người có cái giải pháp cho bản thân của mọi người rồi, cho nên mọi người sẽ không muốn gọi là kiểu mở mang đầu óc ra để mà mọi người tìm hiểu thêm những cái phía trước hay là xung quanh mọi người nữa. Đấy, thì lúc đấy mọi người lại trở thành một cái người nó bị kiểu hạn hẹp cái góc nhìn. Bởi vì là bây giờ tất cả những người mà kiêu ngạo, tất cả những người mà kiểu bị gọi là cái gì nhỉ? Nên nói chung là kiểu là bị kiêu với cả là bị kiểu là bảo thủ ấy, thì tất cả những người đấy người ta từ chối để mà mở rộng cái nhận thức của mình ra, mọi người hiểu không? Và người ta sẽ chỉ gói gọn vào những cái gì, sống theo những cái cách mà người ta muốn thôi. Thì lúc đấy khi mà mọi người kiểu là gặp những cái trường hợp mà kiểu mọi người không hề hiểu về nó chẳng hạn, hoặc là mọi người sẽ hoặc là kiểu là mọi người affirm theo cái ý của mọi người, xong rồi kiểu là tự dưng ở trong 3D nó sẽ xảy ra một cái điều gì đấy nó rất là bất thường đi, mà mọi người không thể nào mà hiểu về cái điều đấy, thì cái đầu tiên là mọi người sẽ bị tích cực độc hại, rất là dễ bị tích cực tổn hại. Bởi vì là kiểu nếu khi mà mọi người gặp cái trường hợp đấy mọi người không thích đúng không, xong rồi mọi người sẽ affirm để cho nó gọi là kiểu sửa nó đi. Nhưng mà nhỡ cái vấn đề ở đây là đây không phải là cái kiểu lập luận theo cái hướng tiêu cực nhé, bởi vì là tại sao khi mà mình ở trong 3D mình hoàn toàn sẽ gặp những cái trường hợp mà mình không hề nghĩ đến, hay là xảy ra những cái trường hợp mà kiểu mình không hề mong muốn nó xảy ra. Bởi vì tôi đã nói rồi, cái trong cái vật lý lượng tử ấy, thì cái lượng tử mình không thể nào mà mình xác định được chính xác một trong hai cái gọi là cái gì, cái đại lượng à. Nếu mà mình biết được cái tốc độ của nó thì mình sẽ không thể nào mà biết được cái vị trí của nó, nói chung là không thể nào mà biết chính xác được vị trí của một hạt nó đang ở đâu, mọi người hiểu không? Cho nên là cái việc là kiểu xác suất để mà nó xảy ra những cái tình huống mà mình không hề mình hay biết, hay là mình không thể nào mà mình kiểm soát được hết, nó hoàn toàn có thể xảy ra, mọi người hiểu không? Và nếu mà mọi người từ chối cái việc là kiểu mở rộng nhận thức ra, và mọi người cứ chỉ gọi là kiểu gói gọn bản thân trong cái việc là kiểu ui tôi biết manifest rồi, cho nên là kiểu gì tôi sẽ áp phông được áp dễ cái, thì bây giờ là mọi người đang chỉ gọi là tập trung vào cái trụ cột tâm linh học. Thì lúc đấy mọi người sẽ không thể nào mà nhìn nhận cái vấn đề một cách gọi là kiểu rộng hơn được, không nhìn được toàn cảnh một bức tranh để mà mình có thể đưa ra một cái lựa chọn phù hợp nhất. Và nếu mà mọi người chỉ chọn manifest để mà mọi người làm cái giải pháp từ đầu đến cuối đời, từ bây giờ đến cuối đời mọi người luôn, thì nếu mà mình cứ lặp đi lặp lại một thứ trong thời gian rất là lâu ấy, thì cái đầu tiên là nó sẽ gây ra cái áp lực, gây ra cái sự chán nản là hai, gây ra cái gọi là kiểu cái mệt nhọc là ba. Bởi vì là cái cuộc sống của mình đương nhiên là nó sẽ phải kết hợp rất là nhiều thứ rồi, làm sao mà mình cứ chỉ gọi là kiểu mình có ôm hư một thứ mãi cho mà mình sống đến cuối đời như thế. Cho nên là cái vấn đề ở đây là kiểu mọi người đừng chỉ tập trung vào cái việc manifest như thế nào, mọi người hiểu không? Ok, thì mọi người có thể là đọc lý thuyết, mọi người có thể là gọi là đọc kiến thức ABC như thế này kia, mọi người hiểu ra xong rồi là mọi người áp dụng thì nó vẫn ok thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi mà mọi người đi vào một cái tình huống, mọi người sẽ cần phải nhìn nhận nó bằng nhiều góc nhìn. Mình phải nhìn nó bằng cái sự thực tế, mình phải nhìn nhận nó bằng cái sự tâm linh, và mình có thể gọi là kiểu mình phải sử dụng các triết học, đạo học để mà mình xem là bây giờ là xác định là bây giờ là mình đang sống ở đâu, mình đang đứng ở đâu, và mình cần phải hành xử như thế nào. Bởi vì nếu mà mọi người chỉ chú trọng vào cái việc manifest thôi ấy, thì tất cả những cái gì mà mọi người làm chỉ là affirm và suy nghĩ đúng không, và mọi người sẽ chỉ hướng đến gọi là cái gì, ôi dồi ôi liền li te đấy, xong rồi là hai li te 24/7, xong rồi là tất cả những cái người mình nói thật luôn nhé, là tất cả những cái người mà kiểu chỉ tập trung vào cái việc là manifest, với cả là mọi người không tìm hiểu về những cái khía cạnh khác ở trong cuộc sống, thì nó sẽ gây ra cái sự gọi là hạn hẹp về kiến thức.
và nó sẽ bị kiêu ngạo và nó sẽ bị bảo thủ và nó sẽ mất kết nối với tất cả những cái người ở xung quanh. Là cái đầu tiên. Cái thứ hai là mọi người sẽ mất đi cái sự đồng cảm. Cái sự đồng cảm là cái thứ mà mình, sự đồng cảm và cái sự hiểu chuyện là cái thứ mình rất là cần thiết ở trong cuộc sống, bởi vì là kiểu mình sống để mình cải thiện cái cuộc sống của mình. Ok, biết là thế, nhưng mà mình cần phải hiểu được là cái cuộc sống của mình nó bắt buộc nó phải gọi là tương tác với tất cả mọi người khác ở trong xã hội, chứ không phải là mình chỉ sống riêng một mình. Mọi người hiểu không? Cho nên là kiểu không thể nào mà mình chỉ biết mỗi cho mình được. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Nghĩa là ok, mọi người có thể là dùng manifest, mọi người có thể gọi là kiểu nâng cao cái concept bằng cái việc là kiểu nghĩ là tôi là nhất, nghĩ là tôi là duy nhất, áp dễ cái thế này kia. Xong rồi là kiểu đến cái lúc mà mọi người ra, mọi người tương tác với người khác, xong rồi bởi vì là mọi người vẫn sống theo cái phong cách sống của manifest đi, thì cái manifest mà mọi người đang theo nó là cái luật giả định, đúng không, thì nó mang cái tính rất là chủ quan. Cái manifest nó sẽ mang cái tính nó rất là chủ quan, mọi người hiểu. Cho nên là mọi người cần phải có cái sự hiểu biết ở bên ngoài manifest nữa. Thì bây giờ là kiểu nếu mà mọi người chỉ gọi là nâng cao cái concept để kiểu là được mọi người yêu quý đi, xong rồi là kiểu mình cứ tập trung vào cái việc là kiểu mình nâng cao cái concept, xong rồi là mình hướng tất cả mọi thứ hay là tất cả mọi cái gọi là sự việc nó phải xảy ra theo tất cả những cái gì mà mình muốn, thì lâu ngày mình sẽ chỉ tập trung vào bản thân mình và mình sẽ không còn để ý đến những người khác nữa. Nghĩa là kiểu là mình hành động như thế nào mình cũng chỉ làm theo ý của mình, và cái thứ hai là nó sẽ gây ảnh hưởng lên tất cả những cái thứ mà nó liên quan đến cái cuộc sống của mình, liên quan đến những con người ở xung quanh mình. Ví dụ như kiểu là bây giờ bạn bè mọi người là kiểu con bạn mình là nó làm một cái gì đấy mà mình không thích, xong rồi là kiểu mình biết manifest, mình sẽ manifest nó, mình sẽ affirm là kiểu tao là nhất, mày sẽ phải gọi là kiểu mày phải nghe tao các thứ này kia, xong rồi kiểu là tao biết được là mày sẽ phải kiểu gì mày sẽ phải làm theo ý của tao đấy, kiểu là lite đấy, đấy kiểu là cái ví dụ to nhất là nó có xem cả là lite đấy, ừ đấy, nên xong rồi là kiểu gì mình sẽ phải áp dễ cái này kia các thứ này nọ, cho nên là kiểu tao sẽ không cần phải nghe cái ý kiến của mày nói hay là như thế nào đấy, và từ lúc đấy nó sẽ bắt đầu nó ảnh hưởng đến cái hành động của mọi người, và khi mà mọi người tương tác với tất cả mọi người khác, mọi người sẽ bị mất đi cái gọi là kiểu tỏ ra cái sự tôn trọng đối với những người khác, và cái thứ hai là kiểu mọi người sẽ bị gọi là kiểu bị xăm lồn ấy, mọi người hiểu không? Thực sự luôn là mình thấy rất là nhiều người chỉ tập trung vào cái việc là học manifest như thế nào, xong rồi là li te như thế nào, xong rồi là affirm như thế nào, xong rồi là nâng cao cho concept A, B, C, X, Z, là chỉ 100/24/7 là chỉ có tập trung vào học những cái đấy thôi, và mọi người không hề có thể gọi là liên kết về những cái kiến thức và mà mọi người học về manifest vào những cái phần thực tế để mà mọi người gọi là kiểu nhìn nhận cuộc sống một cách thực tế hơn, xong rồi là kiểu mọi người có thể gọi là xem xét xem là bây giờ là cái tình huống của mình, mình đang đứng là như thế nào và mình đang ở cái vị trí nào trong cái tình huống đấy, để mà mình có thể gọi là hành xử một cách đúng hơn, và mình sẽ kiểu là mình mất đi cái sự suy luận thực tế, mình mất đi cái sự logic, thì cái lúc đấy mình, khi mà mình mất đi cái sự logic ấy, thì tất cả những cái gì mà mình hành động, tất cả những cái gì mà mình nói hay là tất cả những cái gì mà mình nghĩ nó sẽ toàn bộ là vô lý hết, mọi người hiểu không? Và từ đấy mọi người sẽ trở thành một cái con người gọi là kiểu rất là đáng ghét, chứ nó không hề gọi là kiểu, chứ nó không trở thành cái người mà tất cả mọi người yêu quý đâu. Bởi vì là kiểu mọi người đang muốn affirm để cải thiện cuộc sống của mọi người, và trong đấy mọi người affirm tất cả những cái câu mà mọi người affirm nó hoàn toàn nó cũng liên quan đến những người khác, chứ không phải là mọi người sẽ affirm kiểu là ui tôi là người duy nhất sống ở trên thế giới này, xong rồi là kiểu chỉ có một mình tôi gọi là kiểu quản trị cuộc sống này, xong rồi là kiểu cái vùng đất này, xong rồi là kiểu tôi là người bán, tôi cũng là người mua, xong rồi là kiểu là tôi sống một mình các thứ này kia, nó có phải là thế đâu. Tất cả những cái gì mà mọi người affirm nó đều liên quan đến những người khác ở trong cuộc sống, cho nên là kiểu mọi người không thể nào mà chỉ tập trung vào bản thân của mọi người được, hiểu không? Ok, thì tập trung vào bản thân của mình nó là cái điều tốt, nhưng mà nó là cái điều mà mình nên gọi là kiểu quan trọng nhất. Mình nên gọi là kiểu xem xét về cái bản thân, xem là bản thân mình nó cảm thấy như thế nào, xong rồi là kiểu mình mới bắt đầu mình xét về phần người ta, chứ không phải là mình chỉ tập trung vào bản thân của mình, xong rồi là kiểu mình bỏ qua hết tất cả những cái ý kiến của người khác.
mình bỏ qua hết tất cả những cái gì mà gọi là kiểu là những cái giáo dục này, xong rồi là kiểu những cái gọi là cái đạo lý sống. Mình bỏ qua hết tất cả những cái điều đấy, xong rồi kiểu là mình chỉ sống theo cái ý của mình, trong khi là mình đang sống ở trong một cái xã hội mà mình cần phải tương tác với tất cả mọi người. Cái việc mà mình sinh ra, nó đã có cái sự tương tác với chính mẹ mình rồi, hiểu không? Cho nên là nếu mà bảo là bây giờ mình chỉ tập trung vào cái bản thân của mình thôi, mình chỉ tập trung vào tất cả những cái mong muốn mà mình có thôi, thì lúc đấy mình sẽ bị mất cân bằng ở trong cuộc sống của mình, và mình sẽ trở thành một người rất là xàm lồn. Cho nên là mọi người đừng có thế nhé, mình nói thật luôn. Bởi vì là kiểu tất cả những cái người như thế, người ta sẽ bị hạn hẹp về góc nhìn, và người ta sẽ không thể nào mà người ta hiểu chuyện được. Cho nên là kiểu kể cả mọi người có affirm, mọi người có tập trung, mọi người affirm được kiểu tôi là người giỏi nhất, tôi là người giỏi nhất, nhưng xong rồi là kiểu mọi người gọi là kiểu đóng cái nhận thức của mình lại, và mọi người không mở mang ra để mà mọi người tiếp nhận, hay là mọi người gọi là kiểu tiếp thu thêm những cái ở bên ngoài nữa, thì bây giờ làm sao mà mọi người có thể trở thành một người giỏi nhất được? Khi mà mọi người áp âm là mọi người giỏi nhất, và mọi người nghĩ là bây giờ mình giỏi rồi, cho nên là mình không cần phải học, mình không cần phải tiếp thu tất cả những cái gì, tất cả những cái khác nữa, mình chỉ cần gọi là kiểu đưa ra cái quyết định theo cái ý của mình, bởi vì là mình đang giỏi. Cho nên là ý kiến của khác mình không cần nghe, bởi vì là mình là giỏi nhất, bởi vì kia, nói chung là mình là nhất, cho nên là mình không cần phải quan tâm đến những cái ý kiến khác. Thì lúc đấy mọi người đã mất đi cái sự thông minh và cái sự giỏi, bởi vì là cái người thông minh và cái người giỏi là cái người mà gọi là biết cách ứng xử, là một, người ta có EQ cao là hai, cái thứ ba là kiểu người ta biết nhìn nhận được nhiều thứ, chứ không phải là người ta gọi là bảo thủ, và người ta gọi là kiểu khép kín cái nhận thức của người ta vào, và người ta nghĩ là người ta giỏi nhất, cho nên là kiểu người ta sẽ không cần phải nghe cái ý kiến của người khác. Bởi vì là kiểu khi mà mọi người từ chối nghe những cái ý kiến của người khác, nghe những cái gọi là cái lý luận ở bên ngoài, thì lúc đấy mọi người đang bị hạn hẹp cái kiến thức so với cái người đang nói rồi, mọi người hiểu không? Thì bây giờ là mọi người bảo là mọi người giỏi, mọi người bảo là mọi người giỏi đi, xong là kiểu một ai đấy người ta đang kiểu là lập luận về cái việc là kiểu người ta đang biết về cái việc là tại sao tâm lý của đàn ông nó như thế, tại sao cái việc mà kiểu mình đi làm mình lại không kiếm được nhiều tiền như thế, đúng không? Mặc dù là nó đi ngược với cái mong muốn của mình, nhưng mà nếu mà mọi người đóng con mẹ mấy cái tai lại và mọi người không lắng nghe những cái điều đấy, thì cái đấy là mọi người đang bị thiếu hụt cái kiến thức về cái điều đấy. Thì mọi người có nghĩ là mọi người có đang giỏi hơn người ta không? Có giỏi hơn không? Cái việc giỏi ở đây ấy, nó là thực sự là cái việc giỏi ở đây nó sẽ nằm ở cái gọi là cái lượng kiến thức mà mình có. Cho nên là mình càng khép kín cái nhận thức, cái phạm vi kiến thức của mình vào, mình càng ngu đi. Kể cả mọi người có đang biết về manifest và mọi người có thể hoàn toàn affirm là mọi người giỏi lên đi nữa, nhưng mọi người vẫn thiếu hụt kiến thức về tất cả những cái thứ khác. Thì bây giờ mình hỏi thật sự là mọi người có đang giỏi hay không? Hay là mọi người đang thực sự là mọi người đang chỉ nghĩ là mọi người giỏi, nhưng mà thực ra là ở trong tất cả những người mắt người khác, mọi người đang trở thành một người rất là đáng ghét, và mọi người không có ai thích mọi người luôn, đi thực sự luôn. Thì mẹ còn lắm đứa kiểu nó bị làm sao ấy, mẹ nó vào bố bố mày, xong rồi là làm cái này làm kia, xong rồi nghĩ là kiểu ôi tôi nâng cao cho con sếp, còn cô này á, cô ấy không nâng cao cho con sếp, cho nên là kiểu tôi sẽ là người có cho con sếp cao hơn cô ấy, cho nên là kiểu tôi sẽ vào gọi là tôi vào group của cô ấy, xong rồi là kiểu tôi cố để mà tôi nói này nói kia để mà gọi là kiểu là làm sập group cô ấy, nhưng mà kiểu là cô ấy gọi là nhận ra là cái việc mà cô ấy đang làm, cái việc mà cô ấy đang nói, nó kiểu là nó không có ý nghĩa gì hết, A, B, C, D, Z. Cái vấn đề ở đây là tao có kiến thức về ly te rồi, chả qua là tao chọn không làm, chứ không phải là tao đang không có kiến thức về ly te, còn chúng mày đang không có một cái tí kiến thức nào về cái việc mà tao dạy, cho nên là không biết là ai ngu hơn. Đấy, thank you, thì mọi người cảm ơn mọi người đã xem video nha. Thì như anh Đàm nói, thì các em lớn rồi, em đi có đi học, các em ăn học đủ, thì cũng như là băn cái đầu chó của mình ra để mà tiếp thu đi. Anh Đàm nói có để hay vậy, cả Đàm anh có gì để tôi chèn video đấy vào trong đoạn này.